một sinh vật tuyệt chủng ở Siberia. Từ hàng thiên niên kỷ trước, đã được thiên nhiên biến thành xác ướp hoàn hảo đến kinh ngạc. Như vừa chết hôm qua, xác ướp quái vật mà một nhóm thợ đào vàng đã khai quật được ở Cộng hòa Saka thuộc vùng Siberia của Nga. Đã được xác định là một con tê giác lông mượt, còn gọi là tê giác lông cừu, đã tuyệt chủng. Nó đã được thiên nhiên lạnh giá ở Siberia bảo quản tốt đến nỗi riêng phần hóa thạch lộ ra ban đầu cũng đã cho thấy phần sừng và mô mềm ở đầu nguyên vẹn như một sinh vật vừa mới chết. Sau khi phần đầu tiên của xác ướp lộ ra, các nhà nghiên cứu từ Đại học Liên bang Đông Bắc đã đến thăm địa điểm này và thu hồi sừng tê giác. Phần còn lại của con vật to lớn sẽ được khai quật trong những tháng tới, theo thông tin từ Đại học Liên bang Đông Bắc. Theo các nhà khoa học, chính điều kiện tự nhiên đặc biệt ở Siberia đã tạo ra xác ướp hoàn hảo này trong băng vĩnh cửu. Sinh vật cổ đại dần bị mất nước các mô mềm, giữ chúng không phân hủy và hình dạng gần như lúc sống. Vì vậy, các con vật giống như bị nhốt trong viên nang thời gian. So với hài cốt hóa thạch, việc phát hiện ra mô mềm là rất hiếm và cho phép các nhà khoa học có được cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của động vật và môi trường tại thời điểm nó chết. Các bằng chứng cho thấy loài này có thể xuất hiện khoảng 300.000 năm trước ở châu Âu và châu Á, bị thu hẹp quần thể trong kỷ băng hà cuối cùng và tuyệt chủng vào khoảng 10.000 năm trước do khí hậu thay đổi và các hoạt động của con người. Do vậy, mẫu vật này ít nhất 10.000 năm tuổi và có thể lên đến hàng trăm ngàn tuổi. Theo các thông số hình thái, nó thuộc về một cá thể trưởng thành. Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU đã lấy lại sức tăng trưởng trong đầu năm 2024, cùng với đó là nhu cầu tăng của viên nén, ván và ván sàn. Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, thì cuối năm 2024, thị trường gỗ đang có nhiều triển vọng xuất khẩu sang EU. Đây là một tín hiệu tích cực trong khi nhu cầu hàng hóa tại nhiều thị trường lớn đang sụt giảm. Đồng Kỵ, nơi tập trung hàng trăm doanh nghiệp và hộ sản xuất gỗ mỹ nghệ. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng xuất khẩu sang châu Âu. Theo các doanh nghiệp, thị trường này đang có xu hướng phục hồi nhanh, nhất là phân khúc đồ nội thất bằng gỗ. Ngoài ra còn một số mặt hàng khác như gỗ viên nén, ván và ván sàn. Phổ biến đến những người dân, các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp nắm bắt được các cái chứng chỉ cần thiết, sau này là mình sẽ áp dụng cho thực tế, cho các sản phẩm làm sao nguồn gốc nó hợp pháp, truy xuất nó nhanh nhất. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường EU trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 106 triệu đô la Mỹ, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện nhiều doanh nghiệp trong nước đang tiếp tục tận dụng những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Cái khó nhất tôi nghĩ là cần phải có những cái nhận thức đầy đủ về cái việc phát triển bền vững. Khi mà họ có những cái nhận thức đầy đủ về phát triển bền vững thì họ sẽ biết là tại sao họ cần phải đi theo đúng những cái hướng là về các cái quy định của quốc tế. Trước đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường này giảm đáng kể trong năm 2023 do nhu cầu của khối chịu ảnh hưởng bởi tác động lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt và nhiều yếu tố khách quan đã kìm hãm sự tăng trưởng của EU. Hiện nay, dư địa của thị trường này rất lớn, nhưng yêu cầu của khối cũng rất khắt khe. Nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc phải đầu tư nhiều chi phí để cải thiện thiết bị và công nghệ, còn phải đối mặt với việc EU đang đẩy mạnh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung. Là gỗ mà đã về xưởng rồi, đã nằm trong xưởng rồi, vẫn bị đưa ra là kiểm tra, bên kiểm lâm vẫn vào kiểm tra những lô gỗ đấy. Thì đấy là cái mà sẽ là rủi ro cho bà con sau này, khi mà bà con mà làm, bà con không chú ý đến. Trong khuôn khổ thỏa thuận xanh tháng 6 năm 2023, EU đã ban hành quy định chống phá rừng có hiệu lực vào cuối năm 2024 nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng gây mất và suy thoái rừng. Để tiếp tục duy trì giao thương, các công ty kinh doanh gỗ tại EU phải chứng minh hàng hóa không liên quan đến hoạt động phá rừng hoặc góp phần làm suy thoái rừng. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam hiện nay cần đẩy mạnh liên kết với người trồng rừng và các chủ rừng để phát triển rừng gỗ lớn. Việc này không chỉ giúp người trồng rừng được hưởng lợi, mà các doanh nghiệp cũng có thể chủ động được nguồn nguyên liệu hợp pháp, có chứng chỉ, có nguồn gốc để có thể xuất khẩu thuận lợi sang EU. Theo các hiệp định này là bây giờ chúng ta phải xác định các cái nguồn gốc là nguyên liệu gỗ để chúng ta chế biến ra các sản phẩm. Và từ đó thì là nó dẫn đến câu chuyện là chúng ta đang sản xuất rất nhiều các sản phẩm mà chúng ta chưa biết rằng là ở đâu,
đưa về. Thế vì thế là chúng ta bây giờ phải xác định nó lại. Là ngành duy nhất trong nhóm nông lâm thủy sản đạt giá trị xuất khẩu tỷ đô ngay trong tháng 1 năm 2024, ngành gỗ được các chuyên gia kỳ vọng vào khả năng hoàn thành sớm mục tiêu xuất khẩu hơn 15 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Từ đầu tháng 7 đến nay, giá tôm thương phẩm trên thị trường liên tục lao dốc và hiện đã giảm 30% so với đầu năm. Song song đó, thời tiết nuôi tôm không thuận lợi khiến cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ tôm trong 23 ao nuôi này đã xuống giống được hơn một tháng, với giá tôm hiện tại dao động chỉ từ 110.000 đến 120.000 đồng một kg, loại 30 con một kg, và tiếp tục có xu hướng giảm khiến chủ ao đứng ngồi không yên. Thì cái giá tôm rất thấp, thiệt hại cho người nuôi. Nếu nuôi mà thành công, đa số là chỉ vừa đủ vừa vốn thôi. Mà nếu mà kéo dài thì có thể là cái người nuôi hơi điêu đứng, là có thể người ta sẽ giảm cái sức nuôi xuống, không dám nuôi nhiều. Hơn một tháng nữa, hai farm tôm của hợp tác xã này đến kỳ xuất bán với sản lượng từ 20 đến 30 tấn. Giá tôm hiện tại đang bằng với giá thành sản xuất. Nếu tiếp tục giảm, nguy cơ thua lỗ của người nuôi là rất cao. Giá tôm hiện nay đang biến động rất lớn, biến động giảm. Hiện nay thì giảm 1 kg tôm thì nó giảm khoảng từ 40 đến 50 ngàn đồng trên 1 kg. Tới lứa thì phải bán thôi, thật sự ra mình để lâu không được. Để lâu thì cái chi phí nó tăng lên, thì cái giá thành của mình làm trong một vụ thì nó ảnh hưởng rất lớn trong cái phần doanh thu lợi nhuận. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 2.900 hecta tôm, tổng sản lượng tôm nuôi 6 tháng đầu năm đạt 4.100 tấn, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm gần 80%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do đang chính vụ thu hoạch trên cả nước nên nguồn cung vượt cầu. Cùng với đó, thị trường xuất khẩu khó khăn, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm giảm thu mua khiến giá tôm giảm mạnh. Trước thực tế này, ngành nông nghiệp khuyến cáo người nuôi cần theo dõi sát thị trường, tránh thu hoạch ồ ạt, có thể xem xét nếu đảm bảo các yếu tố về môi trường, dịch bệnh. Thực hiện thu tỉa dần từng đợt, số lượng tôm còn lại trong ao nuôi có môi trường thuận lợi, tăng trưởng nhanh hơn, góp phần tăng kích cỡ khi thu hoạch và tăng giá bán. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành điều tra tiền lương tối thiểu vùng tại 3.400 doanh nghiệp để xem xét tiếp tục điều chỉnh tăng lương năm 2025. Cuộc điều tra tiền lương được tiến hành trên quy mô rộng với số lượng doanh nghiệp nhiều nhất từ trước tới nay. Cụ thể, 3.400 doanh nghiệp ở 18 tỉnh thành đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước sẽ nằm trong đợt điều tra lần này. Trong đó, hai địa phương có số doanh nghiệp được khảo sát nhiều nhất là thành phố Hà Nội 700 doanh nghiệp và thành phố Hồ Chí Minh với 800 doanh nghiệp. Nội dung cuộc điều tra bao gồm doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương khi nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu vùng gần nhất, tác động về chi phí của doanh nghiệp, mức độ tuân thủ quy định của doanh nghiệp, mức tiền lương bình quân, tiền lương làm thêm giờ, kết cấu tiền lương và mức lương thấp nhất của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2023 và 2024. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho năm 2025. Không chỉ ở tuyến cơ sở, các địa phương, mà ngay tại các bệnh viện tuyến trung ương nằm giữa thủ đô Hà Nội cũng lâm vào tình trạng thiếu thuốc cũng như là vật tư y tế tiêu hao. Theo các chuyên gia y tế, luật đấu thầu mới đã chính thức có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024. Thế nhưng thông tư, nghị định hướng dẫn thì tháng 5 năm 2024 mới được ban hành. Việc chậm trễ này đã khiến nhiều bệnh viện công gặp khó trong quá trình mua sắm, đặc biệt là khi thực tiễn luôn thay đổi, nhiều bất cập mới phát sinh mà thông tư nghị định thì không theo kịp thực tế. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, một trong những bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt của cả nước, trung bình mỗi ngày tại đây thực hiện khoảng 300 ca mổ phiên, trong đó có khoảng 30 đến 40 ca mổ cấp cứu. Thế nhưng hơn một tháng qua, bệnh viện này đã phải điều tiết, giãn lịch mổ, đơn giản chỉ vì thiếu thuốc gây mê. Không chỉ vậy, hai loại thuốc khác là albumin và gamma globulin dùng cho các bệnh nhân nặng, đặc biệt là sau ghép tạng, cũng đã thiếu nhiều tháng nay. Đây đều là những loại thuốc không thể thay thế và hiện đang thiếu trên toàn bộ hệ thống các bệnh viện công. Nguyên nhân vì khi đấu thầu, không có một hãng dược nào tham dự, nên không mua sắm được. Về bệnh viện là những thuốc để điều trị cho người bệnh không thiếu. Tuy nhiên, nó thiếu là thiếu cái gì? Thiếu những thuốc mà không có thay thế và cũng không mua sắm được. Thì đối với Bệnh viện Đức là một đơn vị ngoại khoa thì có một cái thuốc vô cùng quan trọng, đó là thuốc mê. Và thuốc mê thì lại không có thuốc thay thế. Đấy, và khi đã chậm
tham gia thầu thì đây là chậm trong toàn hệ thống. Như vậy thì cũng không thể vay mượn ở các nơi được. Như vậy song song với việc là làm ngày làm đêm để nhanh chóng có cái hồ sơ thầu mà đăng lên để mà mua không được chậm thì phải điều tiết. Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, nếu như trước kia với những thuốc bị thiếu trong điều trị nội trú sẽ được khỏa lấp bởi hệ thống nhà thuốc của bệnh viện, thì nay khi các quy định mới về mua sắm đấu thầu thắt lại, nhà thuốc trong tất cả các hệ thống bệnh viện công đều đang gặp khó khăn. Những nhà thuốc không phải là chỉ bán có thuốc mà họ còn bán tất cả những cái vật tư liên quan đến vấn đề khám chữa bệnh nữa. Ví dụ một cái nạng gỗ, để xây dựng tiêu chí kỹ thuật trong cái nạng gỗ để đấu thầu rất khó. Cái thứ hai nữa là một số những cái bông băng gạc, rồi sát khuẩn, rồi những cái sữa dinh dưỡng cho người bệnh mà phải được quản lý bởi dược là đều bán ở hệ thống nhà thuốc chứ không được bán ở căng tin. Thì những cái đó mà khi với các quy định về mua sắm bây giờ thì nó đang có những cái khó khăn trong vấn đề mua sắm để đáp ứng cái nhu cầu mua sắm của người bệnh không phải nội trú và một phần của nội trú. Còn tại trạm y tế xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tình trạng thiếu thuốc đã xảy ra từ năm ngoái đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đáng chú ý, thuốc kháng sinh dành cho trẻ sơ sinh nhưng không có dạng bột mà được thay thế bằng viên nang, khiến việc sử dụng cho trẻ gặp nhiều khó khăn. Đa số là mình thiếu cái thuốc ở trẻ dưới 60 tháng tuổi. Đấy là trước thì cấp cái kháng sinh là dạng bột hoặc dạng siro uống, nhưng bây giờ lại thầu là không được, là phải dùng bằng thuốc viên thì trẻ rất là khó uống. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Bộ Y tế thừa nhận có tình trạng thiếu thuốc nhưng chỉ thiếu một số loại và cũng chỉ xảy ra tại một số địa phương. Hiện Bộ cũng đang hoàn tất một số văn bản để gỡ khó cho việc đấu thầu thuốc và vật tư hiện nay. Cho phép lấy cái giấy báo giá cao nhất nhưng nó phù hợp với khả năng tài chính của cơ sở y tế và yêu cầu của chuyên môn của gói thầu. Điểm mới thứ hai nữa là được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách nhằm duy trì cái hoạt động chi thường xuyên, được áp tùy chọn mua thuốc để mà mua thêm ngay tối đa là 30% cái số lượng đã ký hợp đồng trước đó. Các bệnh viện cho rằng các thông tư nghị định thay đổi thì cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, nhưng điều chỉnh thì phải nhanh và sớm mới tháo gỡ được cho các bệnh viện, bởi làm thầu để mua sắm thường mất thời gian. Và trên thực tế vừa qua, mặc dù luật đấu thầu có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2024, nhưng mãi đến tháng 5 năm 2024 mới có thông tư nghị định hướng dẫn. Như vậy là quá chậm. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.